Vinh. Vinh cả nhà. Con này là con đồng pha cả nhà, đồng pha tốt tiếng lắm. Con này chắc đẹp à. Nãy mình thấy nó ở trên cây, thấy nó cũng đẹp. Ủa, con này nó bự, bự chà bá luôn cả nhà. Điện thoại thì mình điện thoại hết pin này, còn có mấy phần trăm pin mình quay xa luôn cả nhà. Con này đá lộn nè, rụng lông tà lưa nè. Con này đẹp quá cả nhà, bự à, bự như bồ câu vậy. Nãy nó về cái dừa này nè, sát nhà luôn. Con này bự như một con gà vậy. Quá tốt cả nhà. Đồng pha nha. Lông này rụng là đá lộn nữa cả nhà, chứ không phải thay lông. Chói cùm hai giò luôn. Chim chân khô gan bự. Mặt tốt. Chúng bự, bự mà lùng à. Nhà thấy không? Chân bự như chiếc đũa vậy. Con này quá 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 đẹp. Đây. Đã dính được một con nè, con này con đầu tiên cả nhà. Còn trong đây là hàng VIP. Con này là nó chơi kinh khủng lắm cả nhà. Đeo 2 ngày mới bắt dính, bắt dính rồi mới bắt dính con này nè. Con này thì nó kèm được lắm cả nhà. Kèm mà nó gù rất là tốt nè. Gù rất là cứng. Con này thì mình mới bắt nè. Này mình bỏ vô mình về này có 5 giờ rưỡi 6 giờ chiều rồi đó.